Gửi lời chào thân ái tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Được Coi Âm Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng được gặp lại tác giả Nguyễn Thanh Hùng qua một cái câu chuyện rất là đặc sắc của anh à, Có lẽ nếu ai theo dõi trên kênh Người Dẫn Được Coi Âm thì cũng không thể quên được người tác giả Nguyễn Thanh Hùng này Ở một thời gian trước có một vài câu chuyện thuận đã đọc của tác giả Nguyễn Thanh Hùng à, đã được quý vị khán giả cũng hết sức là yêu mến và ủng hộ cũng như có những cái bình luận, comment rất là tích cực cho câu chuyện của tác giả Nguyễn Thành Hùng. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện cũng hay không kém những câu chuyện mà quý vị đã được nghe của người tác giả tài năng này. Và câu chuyện sẽ được diễn biến ra sao? À, cốt truyện sẽ như thế nào? Và những nhân vật, những tình tiết trong chuyện đặc sắc và hấp dẫn ra sao? Thì mời tất cả chúng ta hãy dành ra một tiếng đồng hồ để cùng Thuận đắm mình vào câu chuyện ngày hôm nay nhé! Tại chung, những năm 1980-1990, đó là năm trà sữa phát triển nhất Đài Loan thời bấy giờ. Nó xuất phát từ một món ăn đường phố và cũng bắt nguồn từ một người bán rong. Đến năm 1990, trà sữa thuộc loại đồ uống khá phổ biến tại nước này, đi đầu cũng thấy trà sữa với đầy đủ tất cả các thương hiệu. Năm 1990, tại quận Tân Xã, có một khu được gọi là khu ổ chuột của quận này những người ăn xin cơ nhỡ không nhà cửa và những tên du côn đều tập trung về đây. Ban ngày họ bủa vây tứ phía trong quận tân xã kiếm ăn, rồi tối về đây ngủ nghỉ. Thời bấy giờ khu này có lão tên là Vương, mọi người thường kêu là Vương Lão Đại, vì lão cầm đầu một đám du côn ở khu ổ chuột này. Hắn truyền phụ trách bảo kê tất cả các quán ăn vặt, các quán ăn đường phố trong một khu vực phân chia mà hắn và đàn em đổ máu giành được. Phương cũng là một tên rất máu lạnh, sẵn sàng kết liễu đối thủ của mình nếu không vừa ý. Tuy nhiên thời bấy giờ quản lý lỏng lẻo, nên hắn vẫn nhờ nhơ, xem thưởng pháp luật. Khu ổ chuột này hắn xem như địa bàn riêng của hắn, bởi hắn cho rằng nơi này dễ phòng thủ, khó tấn công bởi lực lượng cảnh sát và đối thủ cạnh tranh địa bàn của hắn. Và nơi đây hắn có tai mắt của những kẻ ăn xin và những đứa trẻ mồ côi một lần không biết hắn đi đâu về và bỗng thông báo với đàn em rằng chúng mày chuẩn bị dọn dẹp tái đất trống kia cho tao dọn sạch rác săn mặt đất bằng phẳng lên cho tao nghe chưa bọn đàn em của vương không biết đại ca định làm gì với khu đất đầy rác thải đấy tuy nhiên bọn chúng không dám trái lời của vương chỉ trong một ngày tất cả rác thải lộn xộn được hàng chục đàn em của vương dọn sạch sẽ lộ ra một khoảng đất bằng phẳng sạch sẽ ngày hôm sau bọn chúng thấy vương dẫn theo một cô gái khá là cao ráo và rất đẹp vừa đi vừa chỉ trỏ cho cô gái về mảnh đất trước mắt không biết hai người nói gì chỉ biết rằng hai người cười nói rất vui vẻ sau ngày hôm đó lão vương tập hợp đàn em lại thông báo tao hợp tác với một chị đại mở một cửa hàng trà sữa trong khu này nó sẽ là của anh em ta ăn chia với chị đại đấy chúng mày có việc làm rồi đấy đúng như lời vương nói một khuôn viên của quán trà sữa được dựng lên một cách nhanh chóng khiến cho tất cả người trong khu ổ chuột này đều ngạc nhiên ai cũng nghĩ trong này toàn dân nghèo ăn ngày hai bữa chưa xong lấy tiền đâu mà uống trà sữa ấy thế mà nó lại được dựng lên một cách nhanh chóng quán trà sữa được đặt với một cái tên giống với khu ổ chuột này trà sữa ổ chuột thế là khu ổ chuột ấy quán trà sữa của vương mọc lên khẳng định chủ quyền của hắn trên mảnh đất này Vương giao quyền quản lý cho một tên đàn em thân cận nhất Còn hắn Hắn làm một việc khác bí mật Phía sau quán trà sữa Cũng là một khu hoang vắng Không có ai biết được rằng Hàng đêm sẽ có hàng chục đứa trẻ cỡ 15 tuổi Xách những số đất ra đấy Đổ rải đều ra các đống rác ngổn ngang Ở sau quán trà sữa Xung quanh các bãi rác Và chính Vương là người bắt chúng đào đất đi đổ Vương cho đàn em thân tín của hắn canh gác Tránh cho bọn trẻ chạy trốn Hóa ra phía sau quán trà sữa, Vương đã cho người đào thành một con đường hầm ngầm nằm dưới sàn nhà của quán trà sữa. Hắn bắt những đứa trẻ trong khu ổ chuột này xuống hầm đào đất cho hắn. Ban ngày, hắn nhốt bọn trẻ lại, không cho đi ra ngoài. Để tránh cho người khác nhìn ngó vào khu này mất tích những đứa trẻ ấy, Vương sai người đuổi bọn chúng đi, lấy cớ bọn nhỏ đi ăn trộm ở cửa hàng hắn bảo kê. Thế là cứ một ngày hắn đuổi đi, rồi bắt lại hai đứa Tính đi tính lại trong căn hầm tối đen như mực ấy, hắn nhốt tổng cộng hơn 10 đứa trẻ. Ban ngày hắn cho người đưa cơm xuống bằng một cửa ngầm. Cửa ngầm này hắn giấu dưới gầm giường phía trong căn phòng ngủ của hắn trong quán trà sữa. Tình hình quán trà sữa kinh doanh khá phát triển. Dù dân trong khu ổ chuột này nghèo, nhưng khá nhiều bọn du côn, bọn chúng vì nịnh mỡ vương nên lúc nào cũng kéo đến quán. Thậm chí còn có nhiều cửa hàng đồ ăn liên hệ hợp tác với quán trà sữa của Vương để lấy lòng hắn nữa. Còn căn hầm thì Vương vẫn cho những đứa trẻ đào hàng đêm. Bây giờ số đứa trẻ trong hầm đã hơn 20 đứa. Ban ngày chúng bị nhốt vào một cái cũi bằng sắt lớn, có người đưa cơm nớt đến. Thậm chí Vương còn cho chúng hút ma túy nữa. Mục đích của Vương là kiểm chân chúng, không cho chúng thoát khỏi tay Vương, buộc chúng phải quỵ lụy. Căn hầm được đào sâu và rộng dưới mặt đất sau gần hai tháng đào lén lút Thì nó cũng được hoàn thiện Vương cho người bí mật xuống dưới đổ bê tông Chống đỡ chắc chắn Còn những đứa trẻ tội nghiệp kia Hắn không thả bọn chúng đi Mà nhốt chúng lại Mặc cho chúng van xin, kêu gạo Hứa không tiết lộ ra ngoài Hắn tỏ mặt ngoài tay Một tuần sau khi căn hầm được xây xi măng kiên cố lại Chẳng có ai biết Vương định làm gì với căn hầm này Hàng đêm có những chiếc xe bán tải nhỏ Chở những máy móc thiết bị được vương bí mật cho người chuyển xuống phía dưới căn hầm kể cả đàn em thân tín của hắn cũng không biết hắn định làm gì mất cả tuần chuyển máy móc thiết bị mới hoàn tất phía trên vẫn buôn bán nhộn nhịp phía dưới vương tự mình chỉ đạo đám trẻ con lắp ráp những chi tiết máy chuyển xuống mất cả nửa tháng mới lắp xong hôm nay vương đóng quán một ngày buổi chiều hôm ấy người con gái đợt trước đến đây hôm nay lại đến đi theo cô ta còn có vài người nữa Họ ăn uống no say rồi đợi trời tối Bơn dẫn đám người ấy xuống hầm Cô ta ra hiệu cho mấy người đi sau kiểm tra máy móc thiết bị Mà trước đó Vương đã lắp Sau khi người của cô ta kiểm tra xong Thì gật đầu hết Tỏ vẻ rằng máy móc này có thể hoạt động tốt rồi Lúc này cô gái mới lên tiếng Cô gái này tên là Nhã Viên Anh Vương này, anh làm tốt lắm không ngờ khu ổ chuột này lại tìm được một người đầu óc nhanh nhạy như anh. Tôi sẽ về báo lại ba tôi. Đảm bảo anh sẽ được ông ấy cất nhắc. Vừa nghe cô ta khen, còn để về nói với bố cô ta thì Phương rất vui. Miệng cười nói. Ôi, thế thì tốt quá. Cảm ơn cô ái viên nhiều. Tôi sẽ làm hết sức mình. Cảm ơn cô. Nói về cô ái viên một chút, Cô ta là con gái đầu của chùm xã hội đen ái lại. Ông ta cầm đầu những băng đảng ma túy lớn trong nước và xuyên qua các quốc gia đều có tay chân của ông ta. Nhận thấy khu ổ chuột này của Vương có tiềm năng hái ra tiền, nên ông ta cho ái viên bàn chuyện hợp tác với Vương. Và căn hầm mà Vương đào chính là dùng để sản xuất ma túy. Cái quán trà sữa của hắn chỉ là che mắt người ngoài và cảnh sát. Vương chỉ việc tìm người sản xuất, còn máy móc thiết bị đầu ra kỹ thuật đều xóa ái linh lo hết. Sau khi làm xong xuôi, bán hàng đi, lợi nhuận chia 50-50. Còn người làm thì ái linh, cũng hướng dẫn cho vương, thù những đứa trẻ có nhỡ. Chúng mất tích cũng không ai biết, và còn dễ dụ dỗ chúng vào con đường nghiện hút nữa. Sau khi xem xét căn hầm xong, ái viên định đi, thì vương gọi lại hỏi một chuyện. Cô ái viên này, Đợt trước đào hầm tôi có bắt hơn 20 đứa trẻ xuống Mà dụ dỗ đe dọa đánh đập thì chỉ hơn 10 đứa chịu sử dụng ma túy Còn mấy đứa kia nhất quyết không chịu Bây giờ tôi nên làm gì với chúng Ái liền quay lại nhìn vương một lượt từ đầu đến chân Làm cho hắn nổi ra cả hết cả người Sau khi nhìn xong Cô ta nói Anh Vương này Tôi thấy anh cũng lăn lộn giang hồ nhiều năm Mà cái chuyện còn con này anh còn phải hỏi tôi sao? Tôi hỏi anh Đối thủ của anh chiếm địa bàn của anh Chém giết anh em của anh Thì anh làm gì Vương không cần suy nghĩ trả lời ngay Tôi sẽ giết chết nó ngay Dám đụng đến anh em tôi là tôi không tha Ái viên không nói gì Chỉ vỗ tay mỉm cười Sau đó mới nói Vậy những đứa trẻ không nghe lời Thì anh nên biết xử lý như thế nào rồi chứ Cô ta nói xong Còn nắm ngón tay lại Làm giống như động tác bắn súng Chỉ vào ngay tim vương Miệng mỉm cười Rồi bùm một cái sau đó quay đi Vương đứng ngẩn ngơ ở đó Hắn tuy chém giết người không ghê tay Nhưng kêu hắn giết hết đám nhỏ Không chịu dùng ma túy Thì hắn lại sợ Hắn còn nghĩ thầm trong tâm thức <laughs> Đúng là Gái càng sinh bao nhiêu Càng thâm độc bấy nhiêu Tuy nói vậy nhưng hắn cũng không dám nói miệng ra ngoài. Đợi ái viên đi một đoạn, hắn mới chạy theo nói. Cô ái viên này, hay là còn cách nào khác không cô? Ái viên quay lại, lần này nét hung dữ trên mặt cô ta hiện rõ. Anh không làm được, thì biến khỏi nơi này. Ngày mai tôi cho người của tôi đến tiếp quản. Bị ái viên dọa nạt, nỗi tự ái trong lòng vương dâng cao, hắn hét lên. Được, giết thì giết tôi sẽ giết hết ái viên mỉm cười quay đi cô ta biết kế khích tướng đã thành công cô ta lên quán trả sữa ngồi nói chuyện vu vơ với vương một lúc rồi ra về ngay trong đêm đó cô ta để lại bốn tên tùy tùng bốn tên này là chuyên gia ở đây hướng dẫn cho người của vương vận hành máy móc sản xuất ma túy vương cho người sắp xếp chỗ ăn ngủ cho bốn người này sau khi sắp xếp xong Vương định quay đi thì có một người gọi Vương lại. Anh Vương, vào phòng tôi nói chuyện với anh chút này. Vương thắc mắc không biết người kia muốn nói gì. Khi vừa vào phòng, hắn rút một cây súng chĩa thẳng vào đầu Vương, miệng mỉm cười. Vương tức, quát. Cô ái viên lệnh cho anh giết tôi đúng không? Anh bắn đi, thằng Vương này không sợ chết đâu. Bắn đi, vì trong phòng kín nên vương hét lên cũng không có ai nghe. Người đối diện bật cười hạ súng đưa qua cho vương rồi nói. <laughs> anh vương cứ bình tĩnh. Cái này chỉ là thử lòng anh thôi. Cô chủ muốn xem anh có can dạ hay không. Còn khẩu súng này cô chủ nói giao cho anh phòng thân. Còn một chuyện nữa. Ngày mai anh chưa giải quyết đám nhỏ đó. Thì anh coi như xong với cô chủ nhé. Vương vẫn dừng dưng vì hắn quen với chém với giết rồi. Ngày xưa khi bước chân vào giang hồ Cái định nghĩa chết hắn rất sợ Nhưng sau một thời gian lăn lộn trốn giang hồ Thì tạo cho hắn một cái bản tính bất cần đời Liều mạng, hăng máu Và hắn còn có biệt danh vương điên Giờ có người chĩa súng vào đầu hắn Hắn cũng chẳng sợ Sau khi tên kia bỏ súng xuống Hắn còn nói khích <laughs> Tưởng thế nào Có giỏi bắn tôi đi Đừng có thử cái thằng vương điên này Anh chưa thấy tôi điên đâu Nói xong, Vương quay đi. Để tên kia đứng một mình trong phòng, nụ cười của hắn tắt ngay trên cửa miệng khi thấy ánh mắt sắc lẹm của Vương nhìn vào. Hắn cảm nhận ánh mắt đó như một con quỷ, chứ không phải của một con người. Sau khi Vương rời đi, hắn xuống căn hầm phía dưới quán trà sữa. Trên tay hắn làm nằm cây rìu dài. Hắn kéo lê ở trên nền. Căn hầm tạo nên những tiếng len kèn gây người hắn tiến dần về phía chiếc củi sắt đang nhốt hơn hai mươi đứa trẻ ở đấy chúng nghe tiếng kéo rìu của vương thì đứng dậy nhìn về phía vương với nỗi sợ hãi có đứa đã bắt đầu khóc lóc cầu xin chú vương ơi thả cháu ra đi mà cháu hứa không nói với ai về căn hầm này đâu đừng giết cháu mà chú vương ơi vương đi đến củi sắt đứng đó nhìn lần lượt từng đứa một rồi quát to chúng mày đừng mong sống mà ra khỏi đây vì tiền tao có thể làm tất cả nói xong hắn ra lệnh cho đàn em lôi những đứa không chịu hút ma túy ra không chịu nghe lời hắn hắn kéo về một góc cuối căn hầm nơi đó trước đây hắn đào sâu để làm một cửa thoát ra ngoài nhưng chưa kịp làm hắn ném đứa trẻ xuống đó mặc cho nó van xin rồi hắn lấy chiếc rượu đứng phía trên cứ thế mà bổ xuống đầu tay trần đứa trẻ máu vàng tứ tung tay nó đưa lên đỡ cũng bị chặt cho rời ra khuôn mặt bị trẻ làm đôi máu chảy ra đỏ cả cái đáy hố vương bây giờ nhìn lại hắn như một tên ác quỷ thực thụ khuôn mặt hắn máu bắn lên dính khắp người miệng vẫn còn nụ cười trên môi nhưng đôi mắt hắn trợn lên long sòng sọc như con thú đỉnh mồi vậy hắn quát lên đem ra đây nhanh lên Mấy tên đàn em của hắn thấy đại ca như vậy cũng sợ xanh mặt, không dám ho he nửa lời. Hắn quát lên thì giật nảy mình, đi vào cuối sắt lôi một đứa ra nữa. Vương lệ nhấc rượu lên bổ và bổ. Cứ thế trong căn hầm tăm tối đấy, có những tiếng cậu xin, tiếng khóc lóc, tiếng la hét vang lên nhưng chẳng có ai biết. Cũng chẳng có ai quan tâm tới tính mạng bọn chúng Và cũng chẳng ai biết Chúng sống chết ra sao cứ thế tính mạng hơn 10 đứa trẻ vị thành niên bị vương sát hại ngay dưới căn hầm ấy. Giờ đây, căn hầm này mùi máu tanh bay lên nồng nặc, kèm theo cả mùi xú uế. Chúng sợ quá, bay ra luận quẩn trong căn hầm này. Hai tên đàn em của vương giờ này sợ mất mật, đứng ôm nhau run như cây sấy. Vương quay qua nói, dọn dẹp sạch sẽ đi, đem xi măng xuống bịt cái hố kia lại nghe chưa? Tao mà thấy đứa nào khó hé coi chừng tao đó Hắn nói xong ném cây điều xuống dưới đất Rồi đi lên trên mặt đất Bỏ mặc hai tên đàn em xử lý Xong hắn lên trên quán trà sữa Hắn thay một bộ quần áo mới sạch sẽ thơm thò Rồi hắn lấy một chiếc điện thoại ra gọi cho ái viên Alo Tôi đã làm theo ý cô rồi Khi nào thì bắt đầu hoạt động đây Đầu xe bên kia im lặng một lúc Thì có tiếng nói qua Ít hôm nữa, tôi cho người chuyển nguyên liệu đến. Anh đừng nôn nóng, hỏng chuyện. Vương nghe cô ta nói như vậy, thì cúp máy miệng chửi. Mẹ! Ông mà tán được mày, ông giày vỏ mày cho đến chết thì thôi. Ngày hôm sau, Vương xuống xe xem xét căn hầm, thì nơi hôm qua hắn giết mấy đứa nhỏ đã được đàn em của hắn bịt kín. Thay vào đó là một chiếc máy uống nước được đặt ngay chỗ đó. Vì nơi đó, là nói dẫn ống nước từ trên xuống tiện nhất mấy ngày sau đó trôi qua không có gì bất thường hôm nay vương nhận được điện thoại của ái viên nói tối nay sẽ đến hắn suy nghĩ ngay đến một âm mưu tán độ cô ta hắn ra tiệm vàng lớn nhất trong quận vừa nhìn thấy vương ông chủ tiệm vàng đã run lên bận bật nhưng miệng vẫn hồ hởi đón chào chào anh vương ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy có cần cái gì thì nói đàn em đến em sẽ hợp tác mà Vương thấy hắn cười nói trên miệng, nhưng tay chân đun lẩy bẩy, thì cười nói. Tôi có ăn thịt ông đâu, mà ông sợ tôi vậy ông chủ lý. Ông chủ tiệm vàng vội vàng quệt mồ hôi lấm tấm trên trán cười nói. ấy ấy đâu có đâu anh Vương, mời anh ngồi. Bọn mày đâu? Đem rượu ngon nhất ra đây, ta mời anh Vương nào. Vương ngồi xuống chiếc ghế salon nhà náo lý, cô giúp việc đưa lên một chai rượu màu tím đậm lão lý rót ra một ly mời vương nhấm nháp xong ly rượu vương khen rượu ngon rất ngon lão lý thấy vương khen thì nói nhỏ bên tai cô giúp việc một lúc sau cô ta đem ra một chiếc hộp bên trong đựng hai chai rượu lão lý nói nếu ngon thì em xin biếu anh vương hai chai về uống nếu hết cứ đến đây lấy ạ nói miệng vậy chứ hắn tiếc đứt ruột ra hai chai rượu đấy rất đắt nhưng vì lấy lòng vương nên hắn đành lấy ra vương nhận hai chai rượu rồi vỗ vai ông lý nói được tấm lòng này tôi nhận từ mai tiệm của ông miễn thuế bảo kê cả năm có chuyện gì cứ gọi thằng vương này tôi đảm bảo cho ông vương nói xong thì lão lý vui quá bắt lấy tay hắn nói vâng ôi em cảm ơn anh vương cảm ơn anh vương À, mà hôm nay anh đến đây có chuyện gì ạ? À? Vương nãy giờ quên mất, nghe hắn nói mới sực nhớ. À, ông làm cho tôi một chiếc nhẫn bằng bạch kim, hết bao nhiêu tôi trả tiền. Nhớ khắc tên này vào cho tôi. Hắn ghé tai nói nhỏ tên người cần khắc vào. Chỉ có hắn và ông chủ lý nghe. Nghe xong ông chủ lý bảo. Bạch Kim thì hơi lâu anh Vương ạ. À. Anh cho em thời gian nửa tháng được không? Vì nguồn cung cấp bạch kim rất khó về đến đây. Vương nghe xong thì nhíu mày suy nghĩ. Một lúc sau hắn đồng ý. Hắn suy nghĩ lại chưa phải thân quen lắm, nên chưa cần tặng bây giờ. Việc trước mắt phải tạo mối quan hệ đã. Vương được cái ngoại hình cao ráo, sáng sủa và đẹp trai, cho nên hắn có đủ tự tin về ngoại hình. Còn cách ăn nói thì hơn 30 củ khoai, nhưng chưa một lần yêu ai. Hắn vẫn ngại ngùng nhưng nghĩ đến ôm chân được con gái ông chủ thì hắn lại quyết tâm. Đúng 20 giờ tối, hai xe bán tải chạy đến trước quán trà sữa. Mấy người bước xuống xe, dẫn đầu là ái viên. Cô ta đi đầu vào trong quán trà sữa, tự tìm chỗ ngồi cho mình. Mấy người đi theo cũng ngồi xuống, vẫn kêu đồ uống bình thường. Vương chạy lại ngồi gần ái viên rồi hỏi. Hôm nay có nguyên liệu rồi trước cô ái viên, Ái viên gật đầu thay cho câu trả lời. Cả nhóm ngồi ăn uống không bàn tới chuyện gì cả. Đến khi 23 giờ cả quán đã hết người. Vương cho đàn em đóng quán lại, rồi ái viên cho người đưa những bao màu đen nặng xuống dưới hầm. Bốn người hướng dẫn sản xuất đã đợi từ trước. Khi nguyên liệu xuống, bọn chúng khởi động máy móc thiết bị. Những đứa trẻ chấp nhận nghe lời Vương đã đứng sẵn từ trước để nghe lệnh và học cách sản xuất ma túy những chiếc máy bắt đầu hoạt động những mẫu thử nghiệm đầu tiên được cho vào máy trộn máy ép máy tạo viên mọi việc trôi qua khá là suôn sẻ ái viên có vẻ khá là hài lòng vương đã nhìn thấy nên chạy lại lấy lòng cô ái viên này đúng là cô chủ trì công việc gì cũng có sự khởi đầu rất tốt chúc mừng sự hợp tác thành công của chúng ta miệng vương nặng ra một nụ cười men lì nhất rồi đưa tay bắt tay ái viên Ái viên cũng lần đầu nhìn thấy nụ cười đẹp mê người của Vương Nhưng là lộn trốn giang hồ đã quen Nên cô cũng không để lộ ra cảm xúc Hai người đứng giám sát quy trình làm việc của mấy người kia Cảm thấy đã ổn định Nên ái viên đi lên trên quán trà sữa Để lại mấy tên đàn em phía dưới Chỉ có Vương theo sau Sau khi lên trên Vương mời ái viên ngồi vào bàn Lấy chai rượu mà lão lý chủ tiệm vàng biếu Rót ra hai cái ly mời ái vương một ít nhấm nháp ly rượu trên tay ái viên nhìn qua vương vương đang uống ly rượu bất chợt nhìn thấy ánh mắt của ái liên nhìn sang hai ánh mắt chạm nhau giống như có một tia sét đánh trong đầu vương vậy hắn cứ nhìn chằm chằm ái viên như vậy đến khi cô ta lên tiếng anh nhìn gì tôi kỹ vậy trên mặt tôi có cái gì hay sao vương giật mình bởi tiếng ái viên vội vàng đặt ly rượu xuống rồi cười à, à, tôi vô ý quá. Xin lỗi cô ái viên. Thật ra trong đầu hắn đang nhảy loạn lên. Đúng là hắn có nhìn qua cô ái viên. Nhưng khi nãy vô tình ánh mắt hắn nhìn thấy ở phía sau lưng cô ái viên, có một đứa nhỏ thập thò ngay trong cạnh phòng, có dấu cái cửa xuống dưới hầm, làm hắn cứ nhìn mãi như thế. Đến khi cô ái viên lên tiếng hắn mới tỉnh lại Giờ nhìn lại thì không thấy gì nữa Hắn ngồi đó trò chuyện với ái viên nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm hắn sắp xếp chỗ ngủ cho ái viên rồi hắn cũng đi ngủ đang chập chờn trong giấc ngủ hắn nghe thấy tiếng hét thất thành của ái viên bên phòng bên cạnh cút ra cút ra chỗ khác vương vội vàng bật dậy chạy qua hắn sợ có chuyện xảy ra với ái viên trên địa bàn của hắn thì coi như đi chạy qua đến phòng cô ta hắn đập cửa mở cửa mở cửa có chuyện gì vậy cô ái viên Vương đập cửa rầm rầm Mấy tên đàn em của cô ta cũng chạy ra khỏi phòng ngủ Trên tay lầm lầm mấy khẩu súng Chĩa thẳng về phía Vương quát Mày làm gì cô chủ hả à? Vương đang đập cửa còn bực mình Vì bọn này dám chĩa súng vào mình Bằng một động tác lăn người trên không Đá móc xuống Ba tên đàn em của ái viên tay đằng lăm le súng Bị Vương quật ngã nhanh gọn Xong xuôi hắn nhổ một bãi nước bọt nói mẹ tụi mày Lần sau còn chĩa súng vào tao thì chết nghe chưa Nói xong hắn lại gõ cửa Tiếng ái viên vẫn còn la bên trong Tức mình hắn đưa chân lên đặt tung cánh cửa ra Đưa tay bật công tắc đèn phòng lên Ái viên vừa nhìn thấy vương vào Thì từ trong góc phòng chạy ra Nhảy ngay vào ngực kẹp lấy vương Nước mắt đẹp lem Vương nghĩ trong lòng Giết người không ghê tay Sao ban đêm lại thục nữ quá vậy Vương vỗ vỗ vào mông À nhầm Vào lưng cô ta Rồi khẽ an ủi Có chuyện gì vậy cô ái viên Bình tĩnh nào Ái viên vẫn ôm cứng lấy vương Mũi hắn cảm nhận được một mùi thơm khá là quyến rũ nhẹ nhẹ quanh mũi vương Ái viên vẫn ôm lấy hắn nói Có Có ma Trong phòng này có ma Vương bật cười vì sự trẻ con đó của ái viên Vương vỗ vỗ an ủi cô ta rồi nói: "Không có gì đâu, cô nhìn lại đi, trong phòng trống trơn đây mà." Vừa nghe Vương nói, thì lúc này Ái Viên mới sực nhớ ra cô đang ôm Vương, vội vàng thả Vương ra. Trên khuôn mặt cô hiện ra vẻ lúng túng và ngại ngùng, nhưng nhanh chóng cô lấy lại sự bình tĩnh rồi ngước nhìn quanh phòng cô chỉ. "Lúc nãy tôi ngủ, có mấy đứa trẻ trèo lên giường tôi. Chúng nói lạnh lắm cho ngủ cùng với." khuôn mặt chúng toàn là máu Chúng còn móc cả mắt ra cho tôi Tôi... tôi sợ quá Vương dẫn ái viên lại cuối góc phòng Cô chỉ chỉ và gầm sườn Vương cuối nhìn chẳng có gì Rồi hắn ra hiệu cho ái viên nhìn thử Cô ta nhìn cũng không có gì Sau đó Vương nói Chắc cô đi đường mệt Nên sinh ra ảo giác đấy Thôi ra ngoài cho mát Tôi làm cho cô một ly trà sữa uống Bọn đàn em của Ái Viên và Vương được cho đi ngủ. Chỉ còn mỗi Vương và Ái Viên ngồi ở ngoài quán trà sữa. Vương tự mình làm một ly trà sữa chân châu đem ra. Một mùi thơm ngát tỏa ra, kèm theo đá mát lạnh. Ái Viên đưa lên mũi người một cái tỏ vẻ rất thỏa mãn. Cầm ống hút, đưa vào miệng hút một cái. Bỗng Ái Viên khạc nhỏ rồi ho lên. Sao, sao tanh như máu vậy? Anh bỏ cái gì vào à? vương giật mình cầm ly trà sữa lên bỏ vào miệng nhấm nháp một ngụm thì làm gì có mùi vị gì lạ đâu hắn bỏ ly trà sữa xuống rồi nói cô ái viên này nếu có ghét tôi thì nói tôi một tiếng cô ngồi đây chính tay tôi làm cho cô cô cũng thấy mà giờ cô nói trà sữa tanh như máu là thế nào tôi uống có vị gì đâu cô uống lại thử xem ái viên nghe vương nói thì biết mình hơi quá nên cô cầm ly trà sữa lên bỏ vào miệng uống một ngụm nhỏ đúng là không có gì gì ngoài vị ngọt thơm của trà sữa cả cô vô cùng thắc mắc vì lúc nãy rõ ràng cô nghe mùi tanh như mùi máu trong này vương đang quay lưng vào làm một ly cho riêng mình ái linh cầm chiếc muỗng khuấy đều rồi múc một muỗng chân châu lên định bỏ vào miệng thì cô nhìn thấy trên chiếc muỗng cô xúc lên không phải là chân châu mà là hai con mắt cả lòng trắng lẫn lòng đen lần này cô ném luôn ly trà sữa xuống dưới sàn nhà rồi chạy lại chỗ vương hét lên ma có ma chắc chắn có ma vương đang đứng ở quầy cũng bị giật mình nhìn lại thấy ái viên lao đến vội vàng đỡ cô ta lại cô ta giở run cầm cập miệng lắp bắp nói trên, trên, trên ly trà sữa có, có có con mắt ở trong ly có hai con mắt ở trong ly đó vừa xìu ái viên vừa đi lại xem xét cái đống trà sữa lúc nãy ái viên ném xuống chả có cái gì ngoài hạt chân châu rơi vương vãi trên sàn nhà vương cũng không biết nói gì bèn an ủi thôi khuya rồi cô vào phòng tôi mà ngủ đi chắc ngao do mệt quá sinh ra ảo giác rồi ái viên rất tức giận tại sao nãy giờ nói mà tên vương không tin cô rõ ràng lần đầu nghe mùi máu tanh thật sự cô nhả ra còn đỏ lòm và lần hai thì cũng rõ ràng có hai con mắt đang giáo giác nhìn lại cô. Cô đi theo vương vào phòng ngủ của hắn. Cô nằm ở trên giường, còn hắn thì lấy chăn và cối lót dưới sàn nhà ra ngủ luôn. Hắn cũng hơi suy nghĩ vì sao hôm nay ái viên cư xử và những động tác lạ như vậy. Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, chìm vào sần giấc ngủ lúc nào không hay. Một đêm trôi qua với bao mệt mỏi dồn nén, Sáng hôm sau, Ái Phiên ngủ dậy với một thể trạng khá mệt mỏi. Cả đêm cô nằm ngủ đều giật mình tỉnh giấc. Cô luôn mơ có những đứa trẻ không đầu xuất hiện trong căn phòng này, chúng kéo cô đi đâu đó mà cô chưa kịp nhìn thấy vì cô sợ quá. Ngồi dậy thấy Vương vẫn còn ngủ ngon lành nên cô không làm phiền anh ta. Ái Phiên nhẹ nhàng đi ra cửa rồi gọi điện cho đàn em ra xe để về thành phố gấp. Đáng lẽ tối qua cô phải về nhưng không biết tại sao cô lại muốn ở lại nữa đoàn xét rời đi cũng là lúc vương tỉnh dậy cầm điện thoại lên mới có 7 giờ sáng vương thấy trong điện thoại có một tin nhắn của ái viên tôi về thành phố có việc cần làm ít hôm nữa tôi sẽ quay lại công việc đã ổn thỏa anh điều hành cho tốt chúc may mắn vương ngồi dậy vừa cầm điện thoại vừa mỉm cười trên màn hình điện thoại là hình ái viên đang ngồi uống trà sữa bị vương chụp lén một góc nghiêng khá đẹp làm cho vương mê mẩn đang mải ngắm nhìn thì có thằng em đi vào gọi đại ca ở phía dưới đã cho ra lò những mẻ ma túy viên đầu tiên mời đại ca xuống thử hàng vương nghe đàn em gọi thì đi theo nó xuống phía dưới căn hầm ở dưới này máy móc chạy khá là ổn cũng may có người bơm tiền nên cái khâu thoáng khí làm khá bài bản có những chiếc quạt công suất lớn chạy ầm ầm thổi ra những làn gió mát lạnh đám trẻ con đứa thì đang đứng máy đứa thì dập khuôn tạo hình, bao quát cả căn hầm thấy ai cũng làm việc hăng say. Vương đi đến nơi thành phẩm chất lượng ra lò, hắn cầm lên một viên ma túy tổng hợp nhìn ngắm nó. Đúng là rất chi là tỉ mỉ, công phu. Bỗng điện thoại hắn rèo lên, là ái viên gọi đến. Tôi cần gấp số lượng nhiều, nay có khách sộp cần lấy gấp. Anh hối thúc tăng sản lượng lên 100% cho tôi. Tôi cho anh 3 ngày, 3 ngày sau tôi đến lấy. Tiếng tút tút vàng lên, ái viên đã cúp máy. Vương vội vàng hô to. Các anh em, chúng ta có đơn hàng lớn, hãy tăng công suất lên nào. Nhanh tay nhanh chân, xong việc này thưởng anh em mỗi người một vạn. Vương nói xong thì tiếng vỗ tay hoan hô ầm ầm. Xong rồi Vương đi ra ngoài. Cái sự việc tối qua ái viên gặp phải hắn cũng quên mất. Đêm này Vương đi ngủ sớm để mặc cho bọn đàn em điều hành phía dưới. Đang ngủ ngon vương nghe như có một tên đàn em gọi hắn từ ngoài cửa vậy đại ca đại ca ơi dậy dậy đại ca ơi giật mình tỉnh dậy vương nhìn quanh phòng hắn chẳng có ai ngoài mình hắn đang nằm trên giường vương vỗ vỗ đầu mình chắc có lẽ là ảo giác nhưng khi vừa chợp mắt ngủ lại vương lại nghe thấy có tiếng người gọi hắn lần này hắn tỉnh dậy nhìn quanh còn mở cả cửa phòng nhìn ra ngoài bây giờ khắp quán trà sữa trống trơn không có một bóng người thì làm gì có ai gọi nhưng rõ ràng vương nghe thấy hắn đi lại cái nắp hướng hầm vẫn đóng bình thường không có ai đi lên cả quá thắc mắc nhưng không tài nào giải đáp được vương mở cửa đi ra ngoài quầy trà sữa lấy trên kệ xuống chai rượu vang đỏ rót ra một ly vừa định đưa lên miệng uống thì bóng trước cửa phòng ngủ của vương giống như có một cái đầu đang nhô ra nhìn về phía vương vương nhìn thì đó là một đứa bé nhưng tối nên không nhìn rõ mặt. Hắn quát. Đứa nào kia? Không ở dưới lo làm, lên đây rình mò cái gì? Tính trốn à? Tao lột ra cắt khúc cho chó ăn bây giờ. Nghe tiếng quát, thì hai tên đàn em của Vương trực ở phòng bên cạnh chạy ra. Trên tay lầm lầm hai khẩu súng lục, một tên trong đó hỏi. Đại ca, đại ca có chuyện gì vậy? Đứa nào định trốn để em xử đẹp nó luôn? kéo ra cho chó ăn luôn láo nháo vương chỉ chỉ về phía cửa phòng của vương ba người tiến dần đến vào phòng hắn bật đèn lên khi ánh đèn bật lên thì chẳng nhìn thấy ai trong này hắn nói ủa nãy nó thập thò ở đây mà không lẽ tao hoa mắt hay sao đi đi xuống hầm xem sao cái nắp hầm này được vương tự tay làm ở trên hắn làm một tấm sắt rất dày và nặng Người phía dưới nếu không có hai ba người thì không tài nào đầy sát được. Vương mở nắp hầm ra ba người đi xuống dưới. Mấy tên đàn em thấy Vương xuống thì lại cúi chào. Chào đại ca. Sao đêm rồi đại ca không ngủ đi? Còn xuống dưới này làm gì ạ? À? Có việc cứ báo bọn em ạ. À. Vương bực lên quát. Tao thích thì tao xuống, mày quản làm gì? Lúc nãy có một đứa con nít ở dưới này đi lên phòng tao. Ai cho phép nó lên? tên đàn em vừa nói lúc nãy gãi gãi đầu rồi nói đại ca bọn em làm đàn em của đại ca cũng lâu rồi đừng ăn không nói có cho bọn em như vậy chứ em làm gì có cho ai lên trên đó anh xem bọn chúng đang làm bục mặt kia kìa Vương nhìn theo cánh tay đàn em chỉ đúng là bọn chúng cắm cúi làm chẳng có đứa nào lơ là cả vậy tại sao lại thấy có đứa trẻ thập thò đó nhỉ đem theo suy nghĩ đó trong lòng vương cùng hai tên đàn em quay lên trên, tiếp tục nằm xuống ngủ. Lần này Vương không nghe thấy tiếng kêu nữa, rồi Vương ngủ say lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương nhìn đồng hồ trên điện thoại xem mấy giờ, thì thấy trong điện thoại có một tin nhắn nhắn đến, cứ ngỡ là của ái viên nên hắn mở ra xem. Khi vừa thấy tin nhắn hắn làm rơi cả chiếc điện thoại xuống đất, cái hắn nhìn thấy trong điện thoại không phải là tin nhắn của ái viên, mà trong đó có một hình ảnh một chiếc đầu người bị đập bể te tua máu bắn tung tóe khắp nơi sau một lúc lấy lại bình tĩnh vương nhặt lại chiếc điện thoại miệng trời mẹ cái đứa mất dạy nào tao xem coi đứa nào tao mà tìm được tao lột ra chết mẹ mày vương cầm chiếc điện thoại lên nhìn vào phần tin nhắn cái hình ảnh cũng biến mất chỉ còn một khoảng ô vuông trống không và phần tìm số điện thoại gửi đến cũng trống trơn. Vương khá là ngạc nhiên, bởi tức qua đến giờ có hai sự việc kỳ lạ xuất hiện. Hắn thật nghĩ trong đầu. Không lẽ bị bệnh oan tưởng hay sao? Ảo à, sắc con mẹ nó rồi. Thế là hắn quyết định đi tới bệnh viện quận khám xem sao. Bác sĩ ở đây hắn quen tất, bởi vì hắn có đấu thầu một nơi buôn bán nhỏ trước cổng bệnh viện, mà nói đúng ra là cướp địa bàn. Bây giờ cho người trông coi thu tiền mãi lộ của những người buôn khác bảo vệ bệnh viện và giám đốc bệnh viện gặp hắn còn phải cúi chào một tiếng anh vương hắn đi thẳng vào phòng khám bệnh trong này đang có rất đông người ngồi chờ khám thấy hắn chen ngang như vậy thì có một cô y tá lại nhắc nhở này anh gì ơi anh vào sau phải xếp hàng chứ ạ à? sao lại chen ngang như vậy phía sau anh còn nhiều người nữa kìa bị nói ngượng quá nhưng bản tính côn đồ của hắn nổi lên, hắn quát lại cô y tá. "Tao thích chèn ngang đấy, làm gì được tao?" Vừa lúc đó bác sĩ khám là một người đàn ông cũng đứng tuổi, ông ta nghe ồn ào thì ngước mặt lên nhìn. Vừa nhìn thấy Vương thì ông ta nhận ra ngay, bởi vì trước đây có được giám đốc mời đi uống rượu chung với Vương một lần. Sau khi ra về, giám đốc bệnh viện dặn mọi người chớ nên đắc tội Vương. Ông ta vội đứng dậy chào ờ chú vương còn gió nào đưa chú đến đây vậy phụ tá của anh không biết chú nên chú bỏ qua cho cô ninh đây là người nhà của giám đốc cô đừng bắt anh ấy chờ vương nhìn lại người vừa nói hắn nhận ra ông ta là bác sĩ huy có lần đã đi uống rượu chung rồi hắn lịch sự chào à chào bác sĩ huy hôm nay tôi muốn khám cái đầu mấy hôm nay mệt mỏi ngủ không yên giấc còn hay mơ ác mộng và hoa mắt nữa bác xem giúp tôi với. Sau khi nghe Vương nói lên bệnh lú của mình thì bác sĩ Huy khám cho Vương. Ông rất chăm chú từng chi tiết một, hỏi thăm chỗ này chỗ kia rồi cho Vương đi chụp đầu nữa. Kết quả cuối cùng thì không có bị làm sao. Bác sĩ Huy sợ Vương nổi nóng nên dặn. "Chú Vương này, chú về nhớ ăn ngủ nghỉ điều độ, tránh thức quá khuya, tránh mất giấc ngủ sẽ cải thiện được tình hình thôi." đừng có suy nghĩ nhiều vào ban đêm là sẽ hết sau khi nghe kết quả xong vương ra về thở phào nhẹ nhõm định ra thanh toán tiền viện phí thì bác sĩ huy nói để ông lo vương nói cảm ơn bác sĩ khi nào có việc gì thì nói tôi giúp được tôi giúp nghe được câu nói đó của vương bác sĩ huy mỉm cười vương ra về trong tâm trạng thoải mái vì không có bệnh gì cả quán trà sữa khá đông khách nhưng cũng không kiếm tiền bằng một phần lẻ của căn phòng dưới hầm những chuyến hàng trắng đầu tiên được bên ái viên cho người chuyển đi ái viên vì bận nên cũng không có xuống xem tình hình dưới này dạo này vương ngủ thường hay mơ có đứa trẻ con cứ thập thò ở cửa ra vào vương cũng không phải là người mê tín nên hắn không quan tâm cho lắm ma thì hắn không tin rồi vì trên tay hắn dính nhiều máu rồi nên không biết sợ là gì Hôm nay Vương đang ở dưới hầm xem tình hình sản xuất thì ái viên điện tới. Alo, tôi nghe cô ái viên. Đầu xây bên kia một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đêm nay tôi sẽ trực tiếp xuống lấy hàng. Anh chuẩn bị thật tốt nhé. Vương nghe ái viên xuống là mừng lắm. Hơn nửa tháng nay không có gặp được ái viên. Hình như tim hắn hơi sao xuyến thì phải. Vương mỉm cười sai đàn em đi mua đồ về để chính tay vương sẽ nấu đồ ăn để đợi ái viên về ăn cùng. Hắn không biết tại sao hắn lại làm như thế nữa. Tầm 20 giờ thì có ba xe bán tải dừng trước quán trà sữa. Vương trực tiếp ra mở cửa xe cho ái viên, nhìn thấy cô tâm trạng hắn vui lạ kỳ. Hắn nói, đi đường có mệt không cô ái viên, tôi đã chuẩn bị một bữa cơm đợi cô về ăn đây, mời cô vào trong. Ái viên được Vương dẫn vào một căn phòng khá sạch sẽ, được xịt nước hoa thơm nức. Những món ăn trên bàn do Vương tự nấu, tự trang trí nhìn rất bắt mắt. Ái viên hỏi. Đây là do anh nấu hay sao? Vương ngại trả lời, nên gãi gãi đầu rồi gật đầu một cách vô thức. Vương lấy chai rượu vang ra rót vào hai cái ly. Mỗi người một ly, Vương đưa lên ly mời. Tôi mời cô một ly, chúc chúng ta luôn thuận lợi. Hai ly cụng vào nhau, Ái viên đưa ly rượu vào miệng uống thì phun ra. Cảm giác này giống như cảm giác lần đầu cô uống trà sữa vậy. Rất là tanh. Vương ngạc nhiên hỏi. Cô, cô ái viên không uống được rượu sao? Ái viên hỏi lại. Đây là rượu gì mà tanh vậy anh Vương? Tanh như mùi máu vậy. Vương đưa ly rượu của ái viên lên nhấp môi một cái. Vương ngạc nhiên bởi không có gì ngoài mùi rượu của rượu chát với ngọt sen lẫn. Vương nghĩ ái viên đi đường mệt nên khẩu vị không ngon nên vương không nói gì cả hắn cắp một miếng thịt vào chén cho ái viên mời cô ăn thử món này tiếp theo đó thì không có sự việc gì xảy ra nữa nhưng đang ăn uống thì đàn em của vương chạy hớt hải vào nói đại ca ơi đại ca tự nhiên cúp điện dưới hầm rồi tất cả máy móc đang hoạt động đều dừng lại hết rồi bọn em đã thử nhưng không bật lại được vương và ái viên hớt hải chạy xuống vì vừa rồi ái viên có đưa đến một lô hàng cực phẩm để thử nghiệm hàng mới nếu mà hỏng thì chết cả nút đúng như điều vương lo lắng mẹ sản phẩm đầu tiên chính là làm từ nguyên liệu ái viên đưa đến hư hỏng mất một phần vương kiểm tra lại nguồn điện dẫn xuống phía dưới này tất cả mọi thứ đều hoàn toàn bình thường tại sao lại có thể bị cúp điện hệ thống máy nổ dự phòng cũng vẫn hoạt động bình thường mà vương kiểm tra lại máy móc không có vấn đề gì hắn thử lại khởi động dàn máy thì nó lại chạy lại bình thường không có sao cả những chiếc máy xoay đều trước mặt mọi người vương quát lên chúng mày bị khủng bị điên phải không máy hoạt động như thế này tại sao tụi mày lại nói là máy không hoạt động là sao hả chúng mày làm ăn kiều gì vậy có biết lỡ mất bao nhiêu chuyện của tao không vừa nói vương vừa tay đấm chân đá loạn xạ vào mấy đứa đàn em của hắn không có đứa nào dám lên tiếng cãi lại. Đứa nào cũng đứng chịu đòn không dám hó hé nửa lời. Ái viên thấy vậy liền nói. Thôi, đủ rồi. Hư thì cũng hư rồi, không cần phải đánh tụi nó. Có thể do điện lúc đó trục chặt. Khởi động lại, sản xuất đi. Vương và ái viên đi lên trên. Bữa cơm bỏ sở đã không còn ngon miệng nữa. Đêm nay ái viên không ở lại mà đi về ngay trong đêm. Chỉ còn mình Vương ngồi ở trong căn phòng hắn vẫn chưa ngủ được. Hắn đang ngồi nghĩ vẩn vơ, nghĩ về ái viên. Bỗng bên tai hắn nghe tiếng động khá mạnh từ ngoài quán trà sữa truyền vào. Hắn nghĩ chuột hay mèo nên không quan tâm lắm. Nhưng càng dần dần thì càng to hơn tiếng lạo xạo như có ai lục lọi cái gì vậy. Vương đứng dậy đi ra, cũng không bật điện. Ánh sáng chiếu vào từ cái bóng điện để về phía ngoài trà sữa hắt vào. Vương nhìn thấy một người đang lối húi ngay bên bàn pha chế. Không biết lục cái gì vương đứng từ xa quát đứa nào mà giờ này còn lục loại gì trong đấy đứa nào quay mặt lại đây coi người kia vẫn không quay lại mà có tiếng nói vọng ra em xin ly trà sữa thôi mà anh tiếng nói đó vừa phát ra vương bỗng cảm nhận thân thể hắn như vừa bị một làn gió lạnh âm không độ thổi qua vậy da gà nổi lên tóc cái dựng ngược tiếng nói ấy giống như từ địa ngục vang lên vậy vương lắp bắp trong miệng mày mày là đứa nào mà đêm tối còn lục trà sữa uống bởi tối quá hắn không nhận ra ai cứ nghĩ là đàn em của hắn khi người kia quay lại thì cũng là lúc vương nhìn thấy khuôn mặt đó nó tiến dần về phía vương vương nhận ra nó chỉ là một đứa trẻ trên tay nó cầm một ly trà sữa nó vừa đi vừa móc hai con mắt bỏ vào rồi dùng tay khuấy đều với chân châu khuôn mặt nó máu bắt đầu tuôn ra từ hai hốc mắt nó đưa cái ly lại hứng những giọt máu đó vào ly trà sữa rồi đưa lên miệng uống khả lên như người uống rượu à, ngon quá anh vương có muốn uống thử trà sữa máu của em không lúc này vương đã quá sợ hãi rồi đứng đó miệng không nói được lời nào đứa bé đó tiến dần về phía vương lần này xa mặt nó như bị người lấy dao xẻ thịt ra vậy rớt từng mạng một xuống đất khi đi đến gần vương thì khuôn mặt nó đã te tua như có người dùng sao băm lên vậy vương không nhấc chân lên được miệng chỉ kêu lên những tiếng rất nhỏ M -m ma có ma có ma có ai không cứu với có ma đứa bé đã mặt đối mặt với Vương chỉ cách một cm mà thôi. Vương nghe được mùi máu tanh, mùi hôi thối từ trên người đứa bé phả vào. Còn nhìn thấy những con giỏi trắng ẩn, bỏ qua bỏ lại. Có còn cưỡi lên nhau mà bỏ, giống như tranh thủ làm tí với nhau ấy. Đứa bé đó nói nó phả một hơi hôi thối tanh tưởi vào mặt Vương. Anh Vương, uống miếng trà sữa của em làm này. Ngon lắm này Anh uống đi Đứa bé đó đưa ly trà sữa Nó đang cầm trên tay lên miệng vương Vương muốn cử động Nhưng chân tay giống như có ai giữ cứng lấy vậy Nhìn vào ly trà sữa Đang gần tới trước viện Vương thấy hai con mắt ở phía trong Giống như đang nhìn vương trước mắt vậy Rồi thằng bé đưa cái ly vào miệng vương Một cảm giác buồn nôn dâng lên tới cửa miệng Nhưng không tài nào nôn ra được nó xốc cái ly trà sữa vào trong miệng vương vương cảm nhận được cả hai con mắt lọt vào miệng một mùi tanh kèm theo mùi máu và mùi hôi trôi thẳng vào cổ họng vương cảm giác như hai con mắt nó chẹt ngay cổ họng vương khó thở quá cứ ặc ặc lên từng hồi nhưng không thở được mắt vương mở đi rồi vương không biết gì nữa trước lúc bất tỉnh vương có nhìn thoáng qua thì thấy có năm sáu đứa trẻ đang ôm lấy chân tay vương có đứa thì đang còn uống cả trà sữa nữa Ba ngày sau Vương tỉnh dậy Mở mắt ra Vương thấy một cái trần nhà trắng tinh Nhìn kỹ lại người hắn Hóa ra hắn đang nằm ở trong bệnh viện Bên cạnh còn có một người đang nằm ngủ gục Vương nhìn kỹ nhận ra vóc dáng quen thuộc đó là ái viên Vương đưa tay vuốt vuốt nhẹ lên mái tóc cột cao trên đầu của ái viên Hắn vuốt rất nhẹ Nhưng ái viên cũng đã tỉnh ngủ rồi Cô cũng cảm nhận được Vương đang vuốt tóc mình nhưng cô không ngồi dậy vẫn giả bộ nằm ngủ ngon lành cảm giác dễ chịu và có một chút gì đó đung động trong tim vương cứ vuốt mãi như thế đến khi mọi người quá ái viên giả bộ cục cửa thì vương đụt tay lại ái viên mở mắt ra rồi ngạc nhiên hô lên anh tỉnh rồi sao anh vương may quá vương nói cô cô ái viên ạ à, tôi nằm đây lâu chưa tại sao tôi lại vào viện này Ái viên nhìn Vương nói Anh nằm trong này ba hôm rồi Đàn em của anh phát hiện ra anh nằm bất tỉnh bên trong quán trà sữa Trên người anh toàn là máu Và còn có mùi hôi thối Bọn nó nghĩ anh bị đối thủ tìm đến chém giết Nên vội vàng đưa anh vào trong viện Rồi gọi cho tôi Nhưng đến khi vào viện mới biết đó không phải là máu của anh Đêm đó anh làm gì mà mất máu khắp người vậy Vương bỗng nhớ lại cái sự việc kinh hoàng đêm đó Nghĩ lại còn rùng mình nhưng có ái viên ở đây Vương không dám nói ra Vương cũng đang nghĩ đến có lẽ nào Là những đứa trẻ Vương giết tìm về không Tại vì Vương không nhìn thấy rõ mặt của chúng Chỉ khi ngất xỉu rồi Mới thấy mờ mờ thoáng qua mà thôi Vương miền màn suy nghĩ Mà không biết ái viên đang gọi Anh Vương Anh sao rồi Sao tôi hỏi mà anh như người mất hồn vậy Rốt cuộc thì anh gặp phải chuyện gì vậy Vương trả lời cho qua chuyện à đêm đó tôi uống chút rượu rồi chắc say quá nên ra tìm nước uống để bị té không sao đâu cô ái viên ạ à. cảm ơn cô đã lo lắng chăm sóc cho tôi ái viên ngượng ngùng quay đi tôi đâu có rảnh mà chăm sóc cho anh tôi xuống đây muộn quá nên không về được nên ở lại thôi sau khi tỉnh dậy bác sĩ có đến kiểm tra sức khỏe cho vương mọi thứ đều ổn nên thu xếp cho vương xuất viện Ái viên lái xe đưa Vương về quán trà sữa Mấy đứa đàn em đắt chở đón sẵn Vừa thấy Vương bước xuống Chúng nhào lên hỏi thăm Đại ca sao rồi? Đại ca đỡ chưa? Đại ca nằm viện có mấy ngày Mà tụi em mong đại ca quá Ôi em nhớ đại ca đến chết mất Im mẹ mồm đi Đại ca không chơi lét đâu Có đứa còn ghé tay Vương nói nhỏ Đại ca Chị ái viên trực trong bệnh viện ba ngày nay rồi đấy vương khá ngạc nhiên bởi vì khi nãy ái viên nói mới đến tối qua hóa ra cô nàng nói dối không khí khá ồn ào bởi những tiếng nói đùa của đàn em vương giơ tay ra hiệu cho chúng im lặng rồi nói cảm ơn à, anh em đã quan tâm đến anh anh không sao rồi khỏe như voi hôm nay mua đồ về anh em mình làm một trận nào nghe vương nói vậy đứa nào cũng nhảy cấm lên vui vẻ ái viên tự nhiên nói không được anh đang bệnh đấy Mới xuất viện mà Mấy đứa đàn em nghe ái viên nói như vậy Thì quay ra chọc vương Wow Đại tàu đã lên tiếng rồi Chúng mình đi ăn cơm thôi Không đại tàu lại trách chúng ta bây giờ Ái viên tức giận đến đỏ mặt quát Ai? Ai là đại tàu của các người hả? Có tin tôi xử hết các người không hả? Nói như thế Nhưng ai cũng thấy mặt ái viên đỏ như quả cà chua vậy Mặt nhìn như đang cười mỉm vương lúc này mới nói anh em cứ mua đồ đi về nấu ăn thôi không uống rượu là được chứ gì sau đó vương cùng ái viên đi vào trong để cho đám đàn em chuẩn bị vừa vào ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc thì vương hỏi ái viên mấy hôm nay tôi nằm viện cảm ơn cô đã quan tâm chăm sóc cho tôi ái viên nói lại ngay ai đảnh đâu mà chăm sóc anh tôi xuống đây lấy hàng tiện ghé thăm anh thôi Vương biết cô ta ngại nên không nói nữa. Hắn đốt chiếc học bàn gần đó ra, lấy ra một chiếc hộp vuông nhìn rất bắt mắt rồi đưa đến trước mặt ái viên nói. Tôi có món quà muốn tặng cho cô, mong cô nhận lấy cho tôi vui. Ái viên khá ngạc nhiên, tự nhiên lại được tặng đồ. Cô đưa tay nhận cái hộp trên tay vương rồi mở ra xem là cái gì. Khi nắp hộp bật ra, ái viên nhìn thấy một chiếc nhẫn bằng bạch kim sáng loáng ở trên còn đính một viên đá to nhìn thật là đẹp. Cô khen. Wow, đẹp quá. Cái này anh làm tặng cho tôi sao? Hay là tán tỉnh cô nào không được rồi đem tặng cho tôi đây? Nói như vậy, nhưng trong lòng ái viên không biết vì sao, cảm thấy vui vẻ lạ kỳ. Có lẽ cô có cảm tình ngay từ khi tiếp xúc với Vương. Còn Vương thì nghe cô ta nói như vậy, thì sụ mặt xuống. Tính nói lại thì ái viên đã lên tiếng trước thôi không cần nói tôi nhận nhẫn rất đẹp trên thành phố cũng không kiếm được thợ kim hoàn khéo tay như thế này không ngờ ở quận nhỏ này anh còn kiếm được người khéo tay như vậy vương thấy ái viên khen nên mỉm cười nói đẹp thiệt hả vậy cô thích cái gì tôi đặt người ta làm thêm cho đảm bảo đẹp không chê được ái viên lắc đầu tỏ vẻ cái nhẫn này là đủ rồi cô nói thôi thôi được rồi cái này đẹp rồi anh để dành tiền mà làm tặng cho người yêu của anh nghe ái viên nhắc đến người yêu trong tim vương bỗng hụt hẫng lạ kỳ ba mươi mùa khoai sọ mà chưa một lần được yêu ai từ khi gặp ái viên thì vương như tìm được ý trung nhân trong lòng mình rồi nhưng vì ngại và mới tiếp xúc với nhau chưa lâu nên vương không dám nói ra vương nghĩ thầm trong lòng không lẽ tôi nói tôi yêu cô Nghĩ như vậy nhưng Vương không dám nói ra Sợ nói ra rồi người ta cười vào đầu hắn Hắn chỉ là thằng du côn ở quận bé tí thế này Tiền tài danh phận không có Làm sao mà dám trèo cao con gái ông chủ Vương cứ ngồi miên man suy nghĩ như người mất hồn Đến nỗi ái viên đưa tay cua trước mặt mấy lần Vương mới tỉnh mộng Ái viên nói Thôi anh cũng khỏe rồi Tôi phải về thành phố Dạo gần đây tình hình biến động Cảnh sát làm gắt Và thính mũi hơn Nên anh dặn anh em nhớ cẩn thận Có gì chúng ta liên lạc sau Anh nhớ tịnh dưỡng cho khỏe nha Ái viên đi rồi Vương rất muốn giữ lại Nhưng không biết mở miệng như thế nào Còn ái viên cũng vậy Cô cũng muốn Vương giữ cô lại Nhưng Vương thật là ngu ngơ Nếu hắn mà nói cô ở lại Thì cô đã xả vào lòng hắn rồi Ngày hôm sau Vương nói đàn em Đi ra ngoài một chuyến không nói đi đâu hắn đi xe máy ra hết ngoài ô của quận rồi rẽ vào một con đường núi gập ghềnh đến khi không thể đi xe được nữa hắn mới dừng xe lại giữa lưng chừng núi hắn bỏ xe lại đó rồi xách ba lô lên đi men theo con đường núi thẳng lên núi đến giữa trưa hắn mới lên đến đỉnh núi ở trên này đá và cây dại rất là nhiều hắn tìm một lúc mới tìm được đường đi qua một hướng khác hắn cứ đi trên đỉnh núi len lỏi giữa những tán cây rậm rạp mới đến nơi hắn cần đến trước mắt vương có một căn nhà bằng gỗ có thể gọi là chòi thôi căn chòi nằm giữa những tán cây rậm rạp xung quanh ngôi nhà một mét không có cây cối nào mọc được ở đó vương đi đến gần thấy có một cánh cổng và có một con rắn to đang hầm hè nhìn vương vương biết đây là rắn canh cổng nên hắn kêu thầy lã ơi thầy lã ơi thầy có ở nhà không ạ à? con là đệ tử của thầy diệp ạ à. Thầy Diệp là người dạy hắn võ Và cũng là người chuyển lại địa bàn bây giờ cho Vương Nhưng ông ta mất lâu rồi Trong một lần đánh chém giành địa bàn Vương vừa nói xong Thì con rắn tự động trườn đi Có tiếng nói từ trong tròi vọng ra Tự vào đi Tiếng người từ trong tròi phát ra Nghe gây sợ làm sao Tuy nhiên để đạt được mục đích Vương không sợ được phép vào nhà Vương đẩy cánh cổng làm bằng mấy nhánh cây ra Bước tới trước căn tròi thì lại có tiếng nói từ trong vọng ra thay giày ra đi xếp ở trước cửa vào thay quần áo đi người mày toàn nghe mùi người chết tanh lắm tao không chịu được vừa nghe ông ta nói mà tóc tai dựng ngược cả lên hắn vội đưa tay áo lên người đi người lại mấy lần làm gì có mùi gì đâu nhỉ hắn thắc mắc ở trong lòng nhưng không dám nói ra vì sợ người ở trong trời nổi giận lại có tiếng nói vang lên Nhanh lên Hôm nay ta bận lắm Làm cái gì mà lề mề quá vậy Vội vàng thay bộ quần áo khác Vương sọ xếp rồi đẩy cánh cửa bằng cỗ ra Đi vào trong căn tròi Ở trong này ánh sáng không được tốt lắm Nhà mắt một lúc thật lâu Vương mới quen dần với ánh sáng mờ mờ Của mấy ngọn nến Vương nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi Dâu dìa rậm rịt Trên người cởi trần Đang cầm một cái tàu hút thuốc lá rất dài Vừa hút vừa nhả khói nhìn Vương Hắn thấy Vương nhìn thì nói Nhìn cái gì Chưa thấy bao giờ Tao nhìn mày chả được một nửa thằng Diệp nữa Tới đây có việc gì Mày lại giết người đúng không Vương vội vàng đi đến trước mặt người đàn ông đó Rồi quý chào Con chào thầy Lã Dạ hôm nay con tới đây Muốn nhờ thầy giúp con một việc với ạ Thầy Lã nói Nói đi muốn giúp cái gì thì nói nhanh lên biết quy định của tao rồi chứ vương nghe thầy lá nói thì lấy trong cái ba lô phía sau ra một sấp tiền to một cục vàng rồi đẩy về phía thầy lá ông ta cầm sấp tiền và cục vàng lên lắc qua lắc lại rồi rút ra một nửa số tiền đưa cho vương rồi nói trả lại cho mày dù gì cũng là người quen của sư phụ mày nào bây giờ thì nói tao xem mày có chuyện gì mà tìm tới tao vương bây giờ mới nói dạ thưa thầy dạo gần đây con làm việc không được thuận lợi công việc hay đình trệ lâu lâu con ngủ mơ thấy có đứa bé nó cứ quấy phá con mà mơ rất nhiều lần nữa cách đây mấy hôm con còn nhìn thấy một đám trẻ vào nhà con phá con nữa con sợ có người đang quấy phá chuyện làm ăn của con thầy xem có cách nào giúp con chống lại những giấc mơ đó không ạ à? thầy lá ngồi nghe vương kể không bỏ sót một chi tiết nào sau khi Vương kể xong Thì ông ấy ngồi im Tay vuốt vuốt trỏm sâu ở dưới cằm Một lúc lâu thì ông ta mới lên tiếng Giúp thì tao giúp được mày Tao nhìn thấy hết Có người theo mày đến đây nữa Nhưng mà đây là địa bàn của tao Đố thằng nào dám bén mạng đến đây Tao chỉ giúp mày để bọn chúng tránh xa mày ta. Nhưng tao không giúp cái tâm của mày được. đã vướng vào chuyện này, tao nghĩ mày không lạ gì cách làm này nữa mày chống được bề ngoài chứ trong tâm mày không chống lại được đâu bây giờ tao sẽ xăm cho mày một lá bùa chống tà ma quấy phá xăm lá bùa này tao đảm bảo quỷ thần cũng không dám đụng tới mày nói chỉ mấy con ma vừa nghe thầy lá nói thì mừng lắm nắm tay ông ta cảm ơn rối rít nói về thầy lá một chút ông ta là một bậc thầy về xăm hình nhưng không phải xăm hình bình thường mà là xăm bùa mười năm trước ông ta là bạn với sư phụ của vương nhưng rồi thời gian đưa đẩy không biết vì lý do gì thầy lã nên trốn rừng này dựng tròi ở trên này cách biệt với mọi chuyện thế nhân khách hàng tìm đến ông chủ yếu là người quen và được chỉ dẫn tận tình không phải ai thích gặp là được gặp đâu đừng nhìn ông ta hiền mà xem thường ông ta giết người nhanh như chớp giật đấy đây là câu nói của sư phụ của vương để lại quay lại hiện thực. Sau khi Thầy Lã nói xong, ông ta dặn Vương: "Mày ngồi ở đây đợi tao đi vào rừng tìm chút lá cây về nấu nước cho mày tắm, tẩy uế trên người mày đá rồi tao xăm cho. Lên đây thì phải đợi năm bữa nửa tháng mới xong, đừng có sốt ruột mà hỏng chuyện. Ngồi im ở đây, đừng có tò mò trong căn nhà này, nó lấy mạng mày lúc nào không hay, tao cũng không cứu được mày đâu, biết chưa?" Nói rồi thầy lã bỏ đi Chỉ còn mình Vương ngồi khoanh chân trong căn tròi này Vương nhìn khắp nơi đều treo sừng châu, sừng hưu và sừng nai Có cả đầu lâu người nữa Cộng thêm khung cảnh mờ mờ ảo ảo Làm cho Vương hơi sợ hãi Nhưng hắn rất nghe lời Thầy Lã dặn hắn ngồi im Thì hắn ngồi im, không dám động đậy Đợi đến hai tiếng sau thì thầy lã mới về Trên tay ôm một nắm lá cây rừng to Đi vào tròi rồi đi lại phía sau vách ngăn có một nơi gọi là bếp. Ông ta bỏ lá cây vào đó nấu nước lên. Một tiếng tiếp theo, Vương bây giờ ngồi trước một nồi nước to. Nước trong này được nấu lên bằng cái thứ lá cây thầy lá đem về. Màu của nó hiện lên một màu xanh lục, trông rất bắt mắt. Thầy lá dặn. Mày múc từng chút một tắm đi. Tắm khắp người cho trôi sạch mọi số ế trên người mày đi. Đây là phương pháp tẩy trần của tao nhớ là phải tắm thật sạch đấy nếu không xăm bùa lên sẽ không còn tác dụng gì nữa đâu ráng chịu đau một chút nước này tắm vào sẽ rất khó chịu sau khi nói xong thì ông ta đi ra ngoài chỉ còn mình vương ở trong này hắn múc từng ca nước to xối lên người vừa xối lên hắn cảm nhận được nơi nào bị ướt thì sẽ đau rát như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bỏ và cắn lên vậy Hắn cắn răng chịu đựng không dám kêu la lên một tiếng nào hết. Hắn nhớ đến lời thầy lã dặn, cố gắng tắm thật kỹ, thật sạch, không bỏ sót một chỗ nào cả. Cứ thế hắn ngồi trong đó hơn nửa tiếng mới bước ra. Thầy lã đã chuẩn bị cho hắn một cái khăn tắm lớn, dặn hắn tắm xong thì chùm lên người. Vừa thấy hắn đi ra, thầy lã đã ra dấu cho hắn nằm xuống một tấm thảm đã trải sẵn gần chỗ thầy lã ngồi, rồi ông ấy dặn. Cái nước ấy tắm sẽ rất đau rát như kiến cắn nhưng nó sẽ làm cho da mày khi xăm sẽ không bị đau nữa giống như thuốc tê vậy nhưng chỉ một phần thôi xăm bổ rất đau không có thuốc nào giảm bớt được đau cả nó đau từ lục phủ ngũ tạng ra bên ngoài mày có sợ thì rút lui còn kịp Vừa nghe xong thì nói con không sợ thầy cứ xăm cho con chút đau đớn này nhằm nhỏ gì đâu ạ thấy hắn vẫn cường quyết xăm thầy lá lấy đồ xăm ra đồ xăm của ông ta cũng không phải như người khác mà ông lấy gai rừng làm kim mực xăm cũng có màu xanh óng ánh đó là mực đã được ông ta làm phép những mũi gai đầu tiên được đâm vào xác thịt của phương hắn đau đến ứa cả nước mắt ra ngoài bởi vì đau đớn quá giống như có hàng trăm con kiến đang cắn từ sâu trong tâm can vậy từng mũi gai đâm vào phương lại cắn đang chịu đựng còn thầy lã thì ông ta vừa xăm miệng vừa lẩm bẩm đọc thần chú xăm được hai tiếng thì vương đã kiệt sức vì đau còn thầy lã cũng kiệt sức vì mệt vì vừa xăm vừa đọc chú công việc xăm tạm kết thúc thầy lã nói hôm nay chỉ xăm đến đây thôi mày mệt thì nằm nghỉ đi ngày mai xăm tiếp tao đi chuẩn bị cơm cho mày ăn vương nằm ngủ lúc nào không hay Đến khi tỉnh dậy đã là chập tối, thầy Lã kêu hắn lại ăn cơm. Sau khi ăn xong thì hắn lại nằm ngủ tiếp. Ở đây hắn ngủ rất ngon, ngủ một mạch đến sáng thì hắn dậy, rồi lại xăm, xăm rồi nghỉ. Cứ thế gần 10 ngày sau trên lưng hắn đã có một hình xăm hoàn chỉnh. Hình xăm là kiểu một lá bùa màu xanh, ở giữa có vài chữ được xăm lên màu đỏ. Sau khi xong xuôi thầy Lã dặn hắn. Xong rồi, từ giờ trở đi mày không cần phải sợ những thứ dơ bẩn nữa. Tuy nhiên có một điều ta phải dặn mày là tuyệt đối không được gần nữ nhân trong vòng ba tháng. Ba tháng này để cho bùa thích ứng trên lưng mày. Nếu như mày mà gần nữ nhân thì nó sẽ mất tác dụng, còn phản lại mày nữa. Nhẹ thì bị thương, còn nặng thì trả giá bằng mạng sống của mày đấy. Thôi, đi đi. Vương chưa hiểu lắm, hắn hỏi lại gần gũi nữ nhân là theo nghĩa nào hả thầy? Thầy lá nhìn hắn tức giận, quát ẩm lên. Là cấm mày ngủ với gái đó, thằng ngu. Vườn gái gái đầu, vì từ trước tới giờ hắn đã biết nắm tay gái là gì đâu. Nói ra lại sợ người ta cười cho. Tạm biệt thầy lá xuống núi, vườn đi theo con đường cũ xuống. Chiếc xe máy hắn bỏ lại vẫn còn nằm ở đó. Bị gió hay con gì đó đẩy ngã Mất một lúc hắn mới nổ máy lên được Rồi hắn chạy về khu ổ chuột quen thuộc của hắn Vừa về đến quán trà sữa Đang loài hoài chống xe Thì bên tay hắn vang lên một giọng nói quen thuộc Tôi tưởng anh bị bọn nào nó thủ tiêu rồi Anh đi đâu mà mất tích gần 10 ngày nay Điện thoại thì không liên lạc được Vương giật mình nhìn lên Thì thấy ái viên đang mặc một bộ quần áo dài màu đen Đứng ở đó nhìn về phía hắn Cô đang chăm chú nhìn Vương Làm cho Vương cảm thấy ngẹn ngùng Vương cúi đầu nhìn xuống đất Miệng nói lý nhí Chào cô ái viên Cô đến lâu chưa Xin lỗi vì sự vắng mặt của tôi vừa qua Tôi có việc riêng cho nên Đi không thông báo cho ai cả Mong cô bỏ qua cho tôi Vương nói xong ngẩng mặt lên Thì ái viên quát nói Anh có biết anh đi rồi Ở đây bao nhiêu việc xảy ra không Anh vào mà xem đi vương không biết chuyện gì đang xảy ra cả nhấc chiếc ba lô lên rồi chạy ù vào trong đi vào trong thì thấy đàn em tập trung rất đông trong một căn phòng căn phòng này thường là chỗ ngủ của bọn đàn em của vương vừa thấy vương về đứa nào cũng sụt xịt vương chen vào trong thì thấy thằng đàn em ruột của nó đang nằm trên giường chân tay bóp bột hết hắn gạt đán đàn em ra túm cổ lấy một đứa hỏi có chuyện gì thằng tướng nó bị sao mà lại như vậy nói tao nghe xem Đứa nào làm Tao đi giết nó Tên đàn em bị túm cổ Lắp bắp nói Đại... Đại... Đại ca Thằng Tứ nó bị ở trong này Chứ có ra ngoài đâu ạ à. Từ ngày đại ca đi đâu mất Ở đây xảy ra nhiều chuyện Điện dưới hầm thì bị mất thường xuyên Trên quán trà sữa thì khách vào uống Đều kêu trà sữa có mùi tanh và hôi Thằng Tứ nó thay anh quản lý Ở dưới hầm Điện ở dưới đó cứ vào ban đêm là bị mất Mà tìm không rõ nguyên nhân Bọn em tìm đố mọi cách mà không cải thiện được Cách đây năm hôm thằng Tứ nói Nó thấy có một thằng bé trèo lên cúc cầu dao Nhưng nó lại không thấy gì Cứ ngỡ là hoa mắt Nhưng hôm sau nó cũng thấy có đứa bé chạy vụt qua Hôm kia nó rình để bắt xem đứa nào phá đám như thế Nhưng Người thì không bắt được Mà nó bị té từ trên cầu thang xuống đất Gãy mất hai tay Và một chân rồi đại ca hạ Vừa nghe đàn em kể xong Thì rất tức giận miệng hắn hét lên. Tao mà biết đứa nào đang chọc phá tao, thì tao giết chết nó. Tên đàn em lúc nãy lại nói nhỏ bên tay vương. Đại ca, hay là có ma, em cũng có thấy mấy đứa bé nó cứ lợn vợn ở trên quán trà sữa này. Có hồn nó còn đập bàn đập ghế ầm ầm mà đi ra không có ai. Vương nghe nó nói như vậy cũng không nói gì. Hắn không muốn cho đàn em thêm hoang mang. Hắn nói với mọi người. Chuyện này, cứ để tao tìm cách xử lý chúng mày yên tâm đi tao sẽ điều tra chuyện này vậy giờ dưới hầm tình hình sản xuất như thế nào rồi tên đàn em kia lại nói khi đại ca đi không liên lạc được cho đại ca nên bọn em liên lạc cô ái viên cô ấy xuống ở đây từ khi anh đi được hai ngày đến bây giờ vương quay ra thấy ái viên đang ngồi uống nước ngoài bàn vương lại gần ngồi xuống nói chuyện với ái viên cảm ơn cô mấy ngày tôi vắng mặt đã trông coi giúp đỡ đàn em của tôi ái viên không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào người vương rồi nói khỏi cảm ơn dù gì đây cũng là nơi tôi kiếm ra tiền lần sau anh đi không thông báo lại như lần này thì tôi xóa sổ cái ổ chuột này của anh luôn nói rồi ái viên đi vào phòng của vương từ khi vương đi phòng của vương bị ái viên chiếm dụng sử dụng Vương đi theo vào phòng thì thấy căn phòng khá thơm, thơm mùi con gái và mùi nước hoa dịu nhẹ. Hán tính quay ra thì tiếng ái viên lại vang lên. Anh lo công việc ở đây đi. Tối nay tôi có việc tôi sẽ về thành phố. Ít hôm nữa tôi rảnh thì tôi sẽ về lấy thêm hàng. Vương đứng đó không biết vì lý do gì mà khi nhìn thấy ái viên thì lại rất dạo sực nhớ nhung vô cùng. Giờ đây hắn chỉ muốn ôm cô một cái bỗng trời xuôi đất khiến như thế nào ái viên cũng quay lại đúng lúc vương đang nhìn chằm chằm vào cô mặt đối mặt vương bỗng sang tay kéo ái viên rồi ôm cô vào lòng ái viên đẩy vương ra rồi hét lên anh làm cái gì đó hả buông tôi ra buông tôi ra ngay ai cho anh ôm tôi hả vừa nói cô ta vừa đẩy vương ra vương cảm thấy ngượng ngùng quá nên buông tay ra rồi nói Tôi, tôi, cho tôi xin lỗi cô Tôi không kiềm chế được bản thân Vương cúi đầu xin lỗi rồi chạy vội ra ngoài Chỉ còn có ái viên ở đó dậm chân mắng thầm Vương Đúng là cái đồ nhát gái Chả được cái tích sự gì Vương nghĩ ái viên từ chối mà không nghĩ rằng cô đẩy hắn ra Muốn cho hắn biết cô không phải là người dễ dãi Vương nào đâu có biết Hắn nghĩ lại bản thân cóc mà đòi ăn thịt thiên nga hắn ra quầy ngồi uống rượu một mình rồi sợ ái viên nhìn thấy hắn như vậy hắn tìm một góc khuất ngồi uống rượu đến tối mọi người không thấy hắn nên chia nhau đi tìm khi tìm thấy hắn thì thấy hắn say rượu đang ngủ ở góc khuất trong quán trà sữa không có ai dám kêu hắn dậy chỉ có ái viên ngồi ở đó chăm chú nhìn hắn ngủ miệng vương tự nhiên lẩm bẩm ái viên tôi thích cô mà tôi thích cô mà ái viên nghe được những lời nói đó không biết cô vui hay buồn nữa cô cứ ngồi nhìn hắn ngủ như vậy đến lúc mỏi quá ngồi xuống cột vào vai vương ngủ quên luôn đến khi tỉnh dậy thấy vương cũng tỉnh rồi hắn đang đỡ đầu cô kê lên đùi hắn còn vương thì nhìn ái viên ngủ ngon lành cô ngượng ngủ quá ngồi dậy rồi nói thôi tôi tôi về thành phố luôn đây khuya rồi Vương tiến ái viên lên xe Rồi quay vào Ái viên tự lái xe đi Vương vào nhà thì tầm 15 phút sau Có tiếng điện thoại reo lên Cầm máy lên nhìn thì là số của ái viên Vương nhấc máy lên chưa kịp nói Thì đầu xe bên kia Có một giọng nam vang lên Alo Anh có phải là chồng của cô này không Cô ấy bị tai nạn ngay đại lộ XYZ Anh đến ngay nhé Vương nghe xong thì làm rơi cả cái điện thoại xuống dưới đất. Hắn hét lên. Mấy đứa bay ở nhà, cẩn thận. Tao đi tí tao về. Ái viên có chuyện rồi. Vương lên xe máy chạy đi. Bọn đàn em của hắn lo quá. Có một thằng chạy theo sau Vương luôn. Vương vặn ga hết tốc lực đi đến đại lộ XYZ. Vừa đến nơi thì thấy nhiều người vây xung quanh một chiếc ô tô. Vương nhận ra xe của Ái viên. Nó bị đâm vào một gốc cây ven đường ái viên đang được một người phụ nữ gần đó đỡ xuống đất cô chỉ bị choáng váng và chảy máu đầu vẫn còn tỉnh vương chạy lại hỏi thăm rồi tức tốc đưa cô vào bệnh viện vào đến bệnh viện vương hét lên tìm bác sĩ cuối cùng mất nửa đêm kiểm tra ái viên được băng bó đầu rồi chụp phim rất may là không có chuyện gì lúc này vương dẫn ái viên lại ghế ngồi xuống mới hỏi cô bị sao mà lại tông xe vào cây vậy cô buồn ngủ hay sao ái viên lắc đầu ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi nói lúc nãy đang lái xe tôi thấy phía trước đầu xe có hai đứa trẻ ở đâu lao ra lao vào đầu xe tôi nên tôi đánh lái rồi lao vào gốc cây sau đó có người tới giúp đưa tôi ra ngoài rồi gọi điện cho anh đấy vương hỏi vậy bây giờ cô đỡ đau chưa nếu chưa thì nhập viện nằm cho khỏe nhé ái viên lắc đầu tỏ vẻ không chịu Vương đành chở cô về quán trà sữa Còn hắn thì kêu đàn em ra ngoài đại lộ XYZ xem xét xe cho ái viên Nếu không hư hỏng thì đưa về đây Còn hư hỏng thì đem đi sửa Đưa ái viên vào phòng rồi đợi cho cô ngủ Vương mới lấy chăn mền nằm ở phía dưới đất canh cho ái viên Nửa đêm Phương giật mình Bởi tiếng nói của ái viên vang lên Ai đây? Ai gõ cửa đấy? Đêm muộn rồi còn có việc gì? Vương ngồi nhộm dậy hỏi có chuyện gì vậy cô ái viên làm gì có ai gõ cửa mà cô hỏi vậy ái viên trả lời có mà rõ ràng lúc nãy tôi thấy có bóng người hắt lên trên cánh cửa cứ đứng gõ nãy giờ mà vương ngồi dậy đi ra mở cửa nhìn xem có ai không cánh cửa mở ra vương nhìn ra ngoài cả căn nhà không có một bóng người vương lại đóng cửa lại rồi nói với ái viên thôi cô ngủ đi Tôi canh chừng cho cô ngủ. Vương ngồi canh cho ái viên ngủ. Trông dáng cô ngủ nhìn rất là yêu kiều. Tuy nhiên, cô ngủ không có ngon. Cứ lâu lâu cô giật mình lên thoảng thốt. Nhìn thấy Vương vẫn ngồi canh cho cô ngủ thì cô rất cảm động. Sáng hôm sau, xe của ái viên đã được đàn em của Vương đem về. Sáng hôm sau, xe của ái viên đã được đàn em của Vương đem về. Tình trạng không hư hỏng gì chỉ bị móc phần đầu hãy viên xin phép phương ra về luôn thời gian trôi đi kể từ cái ngày vương đi xăm về mấy cái chuyện ma quái mà trước đây vương nhìn thấy hầu như bây giờ không còn nữa tuy nhiên chỉ có vương tránh được còn bọn đàn em thì không có một hôm bọn chúng đang làm ở dưới hầm thì có tiếng cười vang lên tiếng cười giống như có ba bốn đứa trẻ con đang đuổi nhau chạy quanh đây vậy tên đàn em quát lên đứa nào mà không làm việc còn cười dẫn nhau trong này hả vì dưới hầm này có nhiều chỗ máy móc cao quá đầu người nên sẽ không nhìn thấy được cái gì cả tên đàn em đi tìm xung quanh nhưng chẳng có ai bọn người làm vẫn miệt mài làm việc tên này khá ngạc nhiên hắn không thể lý giải được chuyện gì đang xảy ra lâu lâu lại xuất hiện tiếng cười hắn mới nhớ đến mấy đứa trẻ chôn ở gốc cây hầm hắn đi tìm gặp vương hắn nói đại ca này Hình như mấy đứa bé đại ca giết ở dưới hầm Nó đang quấy phá tụi mình thì phải Anh xem mấy hôm nay em cứ nghe Có người cười đùa ở dưới hầm Nhưng tìm không ra ai cười cả Có khi nào Vương quát lên Mày im đi Nói nữa tao giết bây giờ Mày tính làm cho mấy thằng ở dưới đó nó bỏ việc hay sao Cứ để đó Đợi một thời gian nữa xem sao Có gì tao tự tìm cách giải quyết Loáng cái chưa qua nửa tháng nửa tháng này tình hình làm ăn của vương phất lên như diều gặp gió từ một tên đầu gấu ở khu ổ chuột qua sự giới thiệu của ái viên tên tuổi của vương đã được các đại ca trong giới buôn đồ trắng chú ý cũng vì thế địa vị của vương cũng nâng lên một tầm mới trong một lần hắn đi giao dịch về hắn có thành được một tượng phật quan âm nghe nói rất là hiệu nghiệm tượng quan âm này hắn đem về xây một cách đài sen ở dưới hầm rồi đặt ở dưới đó thở kể từ đó những sự việc linh tinh ma mị cũng yên ổn nhưng yên ổn không bao lâu bỗng có một đêm phương đang nằm ngủ trong phòng thì cảm nhận được có người vào phòng ngủ của hắn hắn vừa mở mắt ra thì một tên đàn em của hắn cầm dao đâm về phía hắn với bản năng nhanh nhẹn hắn nét được nhát dao trí mạng đầu tiên tuy nhiên nhát thứ hai bị đâm trúng cánh tay hắn hét lên mày làm gì vậy thằng kia muốn giết tao phải không Mấy tên khác đang ngủ bên phòng bên cạnh nghe động chạy qua. Thấy tên này đang cầm dao tấn công đại ca, bọn chúng xông vào, ghi chặt tay tên này lại. Nhưng không biết vì sao nó rất chi là khỏe. Ba bốn người ghi nó mà không được. Trong lúc ghi nhau, mọi người vô tình thấy ánh mắt của nó chỉ có lòng trắng, không có lòng đen. Nhưng chưa kịp nói, thì Vương đã phản kháng lại, giật được dao trên tay nó, đâm mạnh một cái ngay giữa tim. Tên đàn em cục ngay trên tay bồng bọn Mà không nói lên lời nào Chỉ có một giọng cười vang lên Tên đàn em đã chết Vương và mấy tên còn lại nhìn nhau Vương nói Chuyện này Cấm được tiết lộ ra ngoài Nếu không sẽ tới lượt chúng mày đấy Mấy tên đàn em răm rắp gật đầu Có tên nói Đại ca Hình như nó bị ma nhập Em thấy mắt nó chỉ có lòng trắng không có lòng đen mà chưa kịp nói anh đã giết nó mất rồi vương không quan tâm lắm hắn cho đàn em khiêng cái xác này đi thủ tiêu ở nơi khác bọn chúng đưa cái xác này ra con sông ngoài ngoại ô rồi cột đá vào người nó thả xuống sông hôm nay sau hơn nửa tháng ái phiên không có xuống đây thì bỗng nhiên cô ta xuất hiện trước mặt vương với một chiếc váy bó sát người tăng thêm vẻ đẹp ma mị cho cô hai người ăn uống trong căn phòng riêng Dạo này tình cảm của hai người dành cho nhau rất tốt đẹp, nhưng chẳng ai dám nói ra. Và họ cũng đã đổi cách xưng hô từ tôi và cô sang anh và em. Sau khi dùng bữa xong, hai người có uống một chút rượu, mặt ái viên đỏ ửng lên trông rất đẹp. Còn Phương thì cũng ngả ngả say, hắn nói khẽ. Ái viên này, nếu như có một người con trai muốn chăm sóc cho em cả đời, muốn ở bên cạnh em mãi mãi thì em có chịu không? ái viên nghe vương nói như vậy thì khá ngạc nhiên cô lại hỏi anh đang đùa em sao anh vương em cũng mong như vậy mà chưa có ai đây này vương nghe ái viên nói xong thì hắn đang ngồi ở ghế vụt đứng dậy để đến trước mặt ái viên đang ngồi rồi quỳ xuống đưa tay cầm tay ái viên rồi nói ái viên này từ ngày quen em đến bây giờ đã tròn một năm một năm trước gặp em anh như người say quên lối về anh đã mê mẩn em từ cái nhìn đầu tiên dần dần tiếp xúc với em tình cảm anh dành cho em ngày một nhiều tuy nhiên danh phận của em cao chót vót anh không dám với đến nhưng anh không dám nhìn em bên người khác hôm nay với tất cả lòng chân thành của anh em làm người yêu anh nhé sau khi nói xong vương móc ra trong túi một chiếc nhẫn bằng bạch kim sáng bóng rồi định đưa qua đeo vào tay ái viên Tuy nhiên ái viên đụt tay lại Rồi miệng nói khe khẽ Anh Vương này Anh cho em thời gian suy nghĩ được không ạ? À? Chuyện này Chuyện này đối với em đột ngột quá Em không trả lời được Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em Nói xong ái viên đỡ Phương đứng lên Rồi cô nói Thôi em ăn xong rồi Anh đi nghỉ đi Em về trên thành phố luôn Ái viên đi rồi chỉ còn vương ngồi đó trên tay cầm chiếc nhẫn nắm chặt tay vương không biết ái viên suy nghĩ như thế nào nhưng trong lòng hắn rất buồn hắn ngồi đó uống rượu uống hết chai này qua chai khác hắn cứ ngỡ rằng tình cảm hắn dành cho ái viên sẽ được cô chấp nhận nhưng có lẽ hắn đã ngộ nhận sau cái đêm tỏ tình thất bại vương đắm chìm trong rượu chè khói thuốc không quan tâm gì tới công việc đêm này đã gần hai mươi bốn giờ đêm hắn đi uống rượu ở ngoài đã ngà ngà say trên đường đi về hắn vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô chạy qua nhìn qua kính hắn thấy rất là giống với ái viên hắn lái xe đuổi theo chiếc xe giống như người lái chiếc xe cũng nhận ra vương đang đuổi theo nên lái xe từ từ cứ thế vương đuổi theo xe đã ra hết nội thành đến ngoại ô hoang vắng mà vương vẫn không có biết hắn nhìn thấy chiếc xe rẽ vào một bãi cỏ hoang hắn cũng chạy theo vào nhưng đến khi chạy vào thì trong đó không có gì ngoài mấy cái mộ nằm lọt thọm dưới lớp cỏ cao quá đầu hắn quá sợ hãi vội vàng quay xe chạy đi thật nhanh một bóng hình mờ nhạt nhảy lên xe hắn ngồi phía sau khuôn mặt hiện lên vẻ ác độc hắn định đưa tay bịt mắt vương lại để cho vương không thấy được nhưng khi vừa đưa tay đụng vào người vương thì như bị luồng điện giật giật nó văng ra xa lá bùa sau lưng vương đã bảo vệ hắn thoát chết nhìn kỹ lại đó chính là tên đàn em bị vương giết cách đây không lâu vương chạy một mạch về chỗ của hắn khi gần đến nơi thì vương vô tình bị mất tay lái rồi đâm vào một con lươn bên đường lần thứ hai nhập viện vương mở mắt ra thấy hắn đang nằm trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng và tay chân đau nhức hắn cục cựa dậy thì thấy nặng tay Nhìn qua vẫn khuôn mặt quen thuộc như lần đầu tiên Ái viên nằm đó Cuối đầu lên tay hắn ngủ ngon lành Nghe thấy tiếng cục cửa ái viên tỉnh dậy Thấy Phương đã tỉnh có vui mừng hỏi Anh tỉnh rồi sao? Có còn đau chỗ nào nữa không? Anh làm gì mà uống rượu say bét nhẹ như vậy hả? Vương cố tránh ánh mắt tra khảo của ái viên Nhưng cô giữ đầu hắn lại rồi gặn lên từng chữ Đừng có mà trốn tránh từ bây giờ em sẽ trông coi anh Đừng có hỏng thoát khỏi tay em Vừa nghe ái viên nói Thì như có tiếng lùng bùng bên tay hắn hỏi lại Em... em vừa nói cái gì? Em, em, em vừa nói cái gì nói lại anh nghe xem nào Ái phiền nhéo mạnh hắn một cái Rồi ghé miệng bên tay vườn nói khẽ Em yêu anh Vừa nghe xong vui mừng nhảy cẫng lên Nhưng quên mất là tay chân đang đầu Hắn là oai oái lên khiến cho ái viên cười như nắc nẻ. Sau khi ra viện, Vương tổ chức một buổi tiệc nhỏ ăn mừng đại nạn không chết. Hắn và ái viên chính thức yêu nhau. Tuy nhiên có một sai lầm, sai lầm đó đã kết thúc cuộc đời Vương. Trong một lần hắn và ái viên uống rượu say, không kiềm chế được bản thân, hai người đã lao vào nhau như hai con thiêu thân. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Vương và ái viên trao cho nhau tất cả những gì họ có và vương quên một điều dặn của thầy lã không được ngủ với cái khi chưa đủ ba tháng trở lên vương đã quên đi lời dặn đó hắn đắm chìm trong nhục dục rồi một hôm trong lúc ngủ hắn nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ đứng ở đầu giường hắn có cả tên đàn em do hắn giết cũng đứng đó chửi rủa vương độ ác nhân trả mạng đây trả mạng đây đại ca trả mạng cho đệ đi Vương đã biết lá bùa mất tác dụng Không thể cứu phán được rồi Đêm nào hắn cũng mơ thấy ác mộng Có nhiều đêm viễn cảnh hắn giết người cứ hiện ra trước mặt hắn Nhiều đêm thức trắng Làm cho tính Vương khó chịu hay cáu gắt hơn Đỉnh điểm là trong một đêm không chịu được được nữa Vương là hét trong phòng như một người điên Tha cho tôi Tha cho tôi Tôi xin các người bên tai vườn vẫn còn văng vẳng những tiếng nói trả mạng cho tôi trả mạng cho tôi đàn em hắn ở ngoài canh chừng chạy vào giữ hắn lại nhưng lúc này vương rất khỏe hắn thoát khỏi khống chế của hai tên đàn em trên tay hắn không biết lấy sao từ đâu chỉ bằng vài đường sao hắn đã lấy đi hai mạng của đàn em hắn bằng những nhát dao chí mạng chưa dừng lại ở đó hắn đi xuống dưới căn hầm trên tay cầm theo con dao máu còn nhỏ xuống hắn tiếp tục chém giết thêm ba tên đàn em của hắn ở dưới đó bọn trẻ đang làm ở dưới đó thấy hắn như phát điện giết người nên bọn chúng chạy lên trên không có ai canh gác bọn chúng chạy thoát ra ngoài được đi báo cảnh sát khi cảnh sát đến thì họ mới bàng hoàng phát hiện cả một xưởng sản xuất ma túy ngầm dưới lòng đất như thế này điều kinh khủng hơn là xác người nằm la liệt dưới này còn vương thì hắn tự đâm vào người hắn, đâm đến nỗi người hắn nhịn như gái nhím. Sau vụ án này, cảnh sát kết luận vương lên cơn động kinh và cảnh sát còn bắt được rất nhiều đường dây buôn ma túy lớn. Chỉ có cha con của ái viên thoát nạn. Ái viên đau khổ khi vương chết. Trong bụng cô còn có đứa con của hai người. Trong một đêm đen, cô lấy một ít tài sản rồi trốn đi biệt tích. Không ai biết cô đi đâu những đứa trẻ thoát được khỏi lưỡi sao của Phương Đêm đó kể lại Bọn chúng thấy có rất nhiều Những cái hồn ma của đứa trẻ khác Bám lấy tay Vương Điều khiển Vương giết người Và kết thúc tội ác của Vương Quý vị thân mến Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay Một câu chuyện khá là dài Nhưng cũng khá là hấp dẫn Của tác giả Nguyễn Thanh Hùng Kể về tội ác của một tên Uh, chuyên làm sản xuất buôn bán ma túy và thực sự là trên cái cuộc đời này không có cái gì đáng sợ bằng một cái người nghiện ma túy thực sự uh, cái con người mà khi đã lâm vào cái con đường nghiện ngập như thế này thì đúng là nó sẽ gây hại tới cho rất là nhiều bản thân cái người nghiện ma túy người ta đã gây hại cho những người xung quanh rồi thì những cái kẻ mà sản xuất và buôn bán ma túy lại là những cái kẻ còn kinh khủng hơn nữa. Thành thử ra cái kết cho vương như thế này và những tên đàn em của hắn là quá xứng đáng. Nhưng tại sao cha con của ái viên này thoát nạn? Lẽ ra họ cũng là những ông trùm ma túy, cũng là những cái người mà um, gieo rắc tội ác ra ngoài xã hội thì lẽ ra cũng phải gặp một cái uh, kết nào đó thật là xứng đáng cho uh, cái ông trùm của những cái kẻ buôn ma túy như thế này chứ. Đó, thuận thì um, chỉ tiếc một điều là Giá như cho cha con ái viên cũng phải gặp Một cái kết là xứng đáng Thì cảm thấy nó thỏa mãn hơn Bởi vì nói thật lòng là Thuận rất là Căm ghét những cái kẻ nào Mà sản xuất buôn bán ma túy Nó đã gieo rắc ra rất nhiều tội lỗi Cho xã hội này ờ, Ok chúng ta hãy cùng với nhau lên án Và lên tiếng cũng như phê phán Cũng như bài trừ những cái kẻ Mà nghiện ngập ma túy Rồi bài trừ những cái kẻ mà buôn bán rồi sản xuất ma túy bởi nó là một cái điều cực kỳ là hại cho toàn xã hội cho cả cộng đồng cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay và hy vọng mọi người sẽ yêu thích câu chuyện này nếu thích thì hãy like share cho những người bạn của mình được nghe câu chuyện này quý vị nha và đừng quên hãy để lại những cái ý kiến những cái cảm nhận của mình sau khi đón nghe câu chuyện dưới comment cảm ơn tất cả mọi người